phụ nữ không thể thành Phật. Một ngày nọ, có nữ thiền sinh người Mỹ hỏi thiền sư Sùng Sơn: "Thưa thầy, ở Hàn Quốc, những phụ nữ có thể được làm thiền sư không?" Sư trả lời: "Không, không, tất nhiên là không." Nữ thiền sinh này đã hoàn toàn bị sốc, thậm chí càng không hài lòng về lời nói của sư phụ nhiều hơn, bởi vì thiền sư Sùng Sơn luôn luôn cho rằng tất cả người nữ tu học hoàn toàn bình đẳng với nam giới, và thậm chí chính thức được ủy quyền trong số họ để làm giáo thọ giảng dạy pháp môn thiền tông. Tại sao bây giờ ông có thể tuyên bố như vậy được? Cô nghĩ điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sau một vài phút, cô lắp bắp: "Nhưng làm thế nào có thể?" Nhìn cô rồi cười, sư trả lời: "Bởi vì phụ nữ không thể được giác ngộ, thành Phật." Điều này cô ta không thể tin được và cho rằng thiền sư đã nói đùa. Cô nhìn lên ánh mắt sư, nhưng sau đó sư đã bước vào một căn phòng khác. Cô ta đi theo sư, nơi ông đã bận công việc gì đó. Như thể cuộc đối thoại chưa xảy ra. Cô tiếp tục nói: "Con đã theo thầy học đạo trong nhiều năm nay. Thầy luôn luôn chỉ dạy chúng con tin vào sự thật chính mình 100%. Tại sao bây giờ thầy lại nói rằng phụ nữ không thể có sự giác ngộ, thành Phật?" Xoay mình thật nhanh, thiền sư Sùng Sơn chỉ tay và nhìn vào mắt cô gái mạnh mẽ, nói: "Chính vì cô là phụ nữ." Nữ thiền sinh im lặng khi lời phán bạo của ông chìm trong sâu thẳm.